Sử dụng bất cứ một sản phẩm nào đó, mà hơn nữa đó lại là một sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh, thì ai cũng vậy đều có một tâm lý chung là không biết liệu sản phẩm đó có tốt hay không. Vậy đối với sản phẩm Vũ Bí Khang thì sao ạ, thưa dược sĩ ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Hồng Lan. Cái câu hỏi này cũng là tâm lý chung và thắc mắc chung của rất nhiều người khi mới bắt đầu sử dụng một sản phẩm nào đó. Thì theo tôi thì để đánh giá một sản phẩm có tốt hay không thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta dựa trên một số tiêu chí. Thứ nhất là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ hai là có công thức bào chế tối ưu. Thứ ba là có các bằng chứng đã được nghiên cứu, công nhận. Và thứ tư thì là mang lại hiệu quả thực sự cho người tiêu dùng chứ không phải là chỉ dựa trên quảng cáo. Và Phụ Bí Khang thì đáp ứng đầy đủ cả bốn tiêu chí này. Theo đó thì thứ nhất thì Phụ Bí Khang là thành quả ra đời từ sự hợp tác giữa Viện Thực phẩm Chức năng Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng. Đây là doanh nghiệp có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các thực phẩm nguồn gốc chuyên sâu. Thứ hai thì Phụ Bí Khang được bào chế theo công thức toàn diện trị bệnh mề đay nổi tiếng của Đông y Trung Quốc. Với sự phối hợp giữa các thành phần là cao gan giúp tăng cường chức năng gan, giúp tăng khả năng giải độc, cao nhau giúp điều trị triệu chứng viêm, ngứa, tăng khả năng thải độc, và L-carnitine fumarate giúp tăng cường năng lượng tế bào, bảo vệ tế bào, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Nhờ đó mà Phụ Bí Khang giúp hỗ trợ phòng và điều trị hiệu quả các trường hợp mề đay cả cấp tính và mãn tính nữa. Trước khi đưa vào sản xuất thì từng thành phần của Phụ Bí Khang thì đã được các trường đại học y dược và các tạp chí nghiên cứu hàng đầu. Sản phẩm thì đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường. Phải nhìn nhận điểm ưu thế của Phụ Bí Khang đó là sản phẩm điều trị hỗ trợ điều trị mề đay duy nhất được ba bệnh viện da liễu là Bệnh viện Da liễu Trung ương, Khoa Da liễu Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và ghi nhận hiệu quả trong việc giảm dần mề đay và ngăn chặn tái phát. Cuối cùng thì là Phụ Bí Khang tuy chỉ đóng vai trò là một sản phẩm hỗ trợ điều trị nhưng mà sự đóng góp của sản phẩm trong việc điều trị bệnh mề đay dị ứng là rất lớn. Các kết quả nghiên cứu thì đều khẳng định là bệnh nhân sử dụng sản phẩm ít nhất sau 4 tuần thì có cải thiện rõ rệt và tiến tới khỏi bệnh hoàn toàn. Vâng, xin cảm ơn dược sĩ Thu Hương ạ.